TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Căn hộ thông tầng với tổng diện tích là 180m² của một người đàn ông độc thân, làm trong ngành xây dựng và có tính cách nghệ sĩ. Gia chủ là người rất mê nhạc rock nên thống nhất với kiến trúc sư chọn phong cách công nghiệp cho căn hộ của mình. Toàn bộ trần và tường gạch không chát của căn hộ lúc bàn giao đều được giữ lại. Những bề mặt thô ráp, trần trụi đặc trưng của phong cách công nghiệp kết hợp với gạch nung, thép dì đem tới không gian mạnh mẽ và thể hiện chất ngông của chủ nhà. Tận dụng lợi thế trần cao gần 5m, nhóm thiết kế tạo thêm một tầng lửng bằng khung thép, lấy chỗ cho khu làm việc, một quầy bar nhỏ và một phòng ngủ. Bên cạnh phòng ngủ master với đầy đủ tiện nghi, hai phòng còn lại dành cho bạn bè tới chơi hoặc con gái trong tương lai. Hành lang thép kéo dài và rẽ nhánh như dòng sông. Ngoài tác dụng tăng diện tích sử dụng, nó kết nối với các không gian với nhau. Từ bất kỳ vị trí nào của tầng lửng, gia chủ đều có thể quan sát các phần còn lại trong ngôi nhà, kể cả khi lập gia đình, các thành viên đều dễ dàng tương tác với nhau. Chủ nhà cũng mong muốn nơi ở đầy sáng tạo và thư giãn nên căn hộ dành cho hai phần diện tích cho không gian thư giãn. Dù tạo cảm giác như một phòng sắp đặt nghệ thuật, công trình vẫn đảm bảo số phòng ngủ theo nhu cầu của gia chủ.